Tới quay mấy con gà nữa. Các bạn thấy không? Đây là mấy con gà. Đợt trước mình đi chung với mấy con gà này rồi, bây giờ phải đi nữa. Mệt lắm, đi với mấy con gà này chán lắm. Bây giờ mới đi em lần đầu tiên à, nói mấy con kỳ lắm. Quay nào cũng dùng gì vậy? Giờ muốn giết ở đây luôn không? Hả? Ê anh em, quăng thằng lát xuống đây đi. Trời xuống nhúng hả? Trời xuống nhúng hả? Đây là nẹp hay chưa? Đội tuyển này nẹp hay chưa nữa nè. Rồi, áo đâu? Áo ít rồi từ gì đâu. Cái áo mà cấp dữ gì ta? Đây hello là... các đèn. Các bạn nhớ cầu lùa cho nó đi gà đi nhé. Gà sao đâu? Nhớ. Còn đắt, áo đâu? Áo đâu rồi? Áo đâu? Không mà áo đội tuyển. Ghê quá. Đây là người mới, người đầu tiên đi. Anh chàng này, anh chàng giấu mặt một thành viên của đội tuyển WAG, thành viên mới đang giấu mặt. Mình cũng không biết đó là ai nữa. Đó. Cũng không dám hỏi luôn, nhìn xăm hình xăm mẩy nhìn ghê quá. Mình né né ra xíu nha các bạn. Tam ca. Ca hồi đợt mà bên quân đàn là AMZ Amazon đúng không? Nhớ rồi, nhớ. Hồi đó tính kêu tập ca vào quân đàn. Đúng rồi các bạn. Đúng rồi, tính hồi đó có tính kêu tập ca vào quân đàn mà bây giờ tập ca bên WAG rồi đúng không? Đúng rồi, tổ chức kêu đây là đội tuyển WAG trong chuyến đi Indonesia giải đấu Asia rồi Invitational đó. Và có thể thấy đội tuyển WAG họ có 4 người đầy đủ hết, không béo đâu, nhà dê đâu rồi, ở nhà dơ. Thôi đi ăn mì nè, ăn sáng rồi, chưa rồi. Thôi như vậy là đội tuyển WAG họ ở đợt kia. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ăn mì. À, có đâu mà anh. Từ từ người ta phải làm mới có mà anh. Không phải muốn có là ăn đâu.
lên đó bụng quá các bạn. Chờ mấy con gà đó nha các bạn. Đây. 30. À, bây giờ bao lô nha các bạn. Bao lô. Đây là bao lô với chị. Bao lô. Này bao ly. À, của con bạc là một bạc. Của màu hồng là của bao mì. À, đúng rồi, con gái thì cái nào cũng to hết. Của mình là một tấm các bạn. Hết bệnh quá. Ok, thì chúng ta có thể thấy ông già dơ, ông đi qua màn ảnh. Chúng ta có thể thấy ông già dơ. Ông Bèo đi với nhỏ nào dễ thương lắm các bạn. Mẹ sao cái cam của mình môi đỏ dữ vậy? Tự mấy chút cho. Mẹ chắc phải đổi cam các bạn. Cam môi đỏ quá. Anh các bạn anh kêu. Son. Son cái mã. À, son cái mã. Son cái đầu. Ừ, mỏ vạt à. Đâu sáng hai người mỗi cây son của My á. Anh nát cây son luôn. Giật nát cây son. Hello. Nó nhìn sexy quá à. Nó nhìn ngon quá. Ăn đi. Không. Nó nhìn này ngon mà. Con mì ngon. Thôi, bây giờ mình sẽ vào sân bay để làm thủ tục lái máy bay. Chúng ta có thể thấy có một chiếc chiến hạm ở sau lưng. Thôi, mình không thích lái chiến hạm. Đó. Còn đây là chú Bèo. Anh tao gửi hình này qua. Tao này cũng khỏe. Đây là chú Bèo. Ngầu chưa? Đó, chú Bèo là ngầu nhất, thôi khỏi cần nữa. Chú Bèo là cỡ nào cũng ngầu hết. Ngầu cỡ nào cũng dơ nha các bạn. Các bạn có thể gọi là già dơ. Còn đầu kia là những con gà nha các bạn. Đây. Thì sau lưng mình đây là gà vodka đâu rồi? Vodka đâu? Vodka nó ngủ quên rồi. Nó tới nó đâu rồi? Chết rồi, NTN chết rồi các bạn. NTN bị gọi con teo rồi. Cái gì? Tiêu chạy. Đây là đội tuyển hot food. Nãy giờ mình quay mà không thấy, bây giờ mới thấy. Giới thiệu đi, giới thiệu. Mình là cái con gà. Mình là gà cute nha, đội trưởng team hot food. Mình thì tới đó rồi, nãy mới gọi là con gà luôn á. Đây vodka. Vodka mới có quả đầu đẹp mọi người. Đẹp luôn. Giống Indo vậy. Cái đó đen thôi mẹ ơi. Cái đó là đồ lầu luôn. Indo đen thôi. Còn bên đây, bên đây. Ai đây? Tự giới thiệu. Đây là phở. Nghe giống con gái, tên con gái đó ta. Hồi đó mình chơi với em gái bé phở. Đây là nam phở nha các bạn. Còn đây là NTN. NTN là một vận động viên giấu mặt nha các bạn. Đó. Ông nội này là gì đây? Hổ, ông nội này hổ. Hổ. Hổ tại vì sao gọi là hổ thì uống thích uống bia nha các bạn. Tiger đó, Tiger. Một giờ gọi nói chuyện xíu mà không nghe máy. Đang các bạn có thể thấy rằng là hai đội tuyển đang giao cấu với nhau ấy. Hai đội tuyển đang giao lưu với nhau. Hai đội tuyển đang giao lưu với nhau nha các bạn. Giao cấu. Ok, mình mới đổi xong 400 triệu. Đây, 400 triệu cầm được trên tay nha các bạn. Đó, đây là bạc. Đây là 8 tỷ rưỡi. Gì 8 tỷ rưỡi cầm được trên tay luôn. Nè, anh thấy không? Tiền khác màu liền đúng không? Mày khác sao màu khác màu là nhỏ hơn nó. Khác màu là to hơn. Mày thấy gì để không? Cái này nè, mày thấy cái gì không? Mày thấy con số không? Anh thấy là con số không? Con số này là con số 1 tỷ. Hiểu không? Quay tui hả?
Hello, chào anh. Giờ bao mì bắt đầu chưa đổi mà mình đã đi rồi nha. Thôi đi đi đi, thôi đi đi, cho bà đổi một mình đi. Hello. Sau lưng mình là bao mì, còn đây là WSD. Phía sau kia là gạo bạc, còn đây là đờ răng. Thì chúng ta học luôn xong. Đi chỗ khác, bố, đi chỗ khác. Không, các bạn có thể thấy WSD chú Bèo. Họ phát hút rồi. Họ rút đi ra, họ rút đi ra, họ rút đi ra. Thôi nè, thôi nè. Dữ lắm rồi. À mà bố mình đâu phải là đấu với nhau đâu, đúng không? À rồi rồi, ở lại. Mình là đồng đội. À mình là đồng đội. À, có nghĩa là WAG đi theo hỗ trợ. À đúng rồi. Không, bây giờ mình các bạn biết á. Hả? Mình sẽ đi theo hỗ trợ á luôn. Dạ. Đây là mình sẽ là quản lý của đội WAG và cùng với Pháp Hút và bên phía Indonesia. Đói hả? Anh có muốn ăn chiến cơ huyền thoại không? Muốn ăn chiến cơ huyền thoại không? Chiến cơ nữa. Bữa đi Thái Lan đói mà anh luôn tu luôn. Đây là hai đệ của mình. Phê quá. Phê quá, đường trai đẹp. Không cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy các bạn? Mẹ chơi luôn PD các bạn. Ghê quá. Ghê quá, kinh quá. Không tin luôn á. Đội tuyển bây giờ đội tuyển WAG. Mình không ngờ đội tuyển Pháp Hút họ là như vậy luôn á các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là trong đầu của mình là như thế này à, đội tuyển Pháp Hút họ sẽ ngầu khun lòi lắm hay là gì đó, cũng cãi gì đó. Mà ai ngờ thực sự không phải các bạn ạ. Thực sự không phải. Quá thất vọng. Các bạn thấy gì chưa? Đó. Đó, thấy không? Có vợ có con rồi đó. Đó, mà cái đầu rồi thấy không? Gắt liền. Vâng, còn đây là cái tàu lượn siêu tốc. À, cầu trượt siêu tốc. Đó. Còn đây là đờ răng, nhìn khá là gì, trang bị rất là nhiều thứ. Bảo lô ba. Gái đâu? Gái đâu? Hai đô. Gái anh em ơi. Đó. Má tay đấm gì kìa, tay đấm cái gì kìa. Đâu? Cái gì kìa? Gì quên mẹ tên rồi. Tay đấm điện thoại. Cái gì ta? Tay sơn cái gì? How are you? Chào tất cả mọi người nha, mình đang đứng ngay cái sảnh này, các bạn nhìn ra sau nè. Có thấy chiếc máy bay bự nhà bá đó không? Đó, thì tí nữa mình sẽ lên mình lái thử cho các bạn xem. Thử coi các bạn, mình sẽ trải nghiệm lái máy bay đó cho các bạn xem. Đó. Còn nếu mà không thì mình sẽ kiếm chiếc máy bay khác để mà lái nha các bạn. Đó. Thế bạc nè, đó, bạc đang tính muốn lái mấy chiếc máy bay ngoài đó nè, đó. Anh trước em trước. Đó. Tam ca nè. Tam ca thì các bạn cũng có thể biết rồi, trong game thì nói rất là nhiều, ngoài đời giả bộ không nói vậy thôi, chưa đụng tới dây thôi chứ. Thực sự đụng tới dây là thôi nhé, thôi rồi luôn á. Trong game nói liên hoàn luôn các bạn. Trong game nói như đúng rồi luôn. Đó. Thì tiếp theo thì mình thấy là đội tuyển Fast Food họ đang mua cái gì đó ăn. Và cùng với đó, đây chúng ta có thể thấy nè, Fast Food nè. Đó, đây là đội tuyển Fast Food sao mình cũng không biết là tại sao đội tuyển Fast Food họ mỗi người một màu áo nữa, tại vì có thể là họ thích như vậy. Giống như Đắc thích mặc áo sơ mi trắng thì kia. Thì các bạn cũng có thể thấy là mình đi cùng với đội tuyển WAG cũng được nhiều lần rồi, rất là nhiều lần rồi. Và gái. Và đội tuyển Pháp Phước thì lần đầu tiên mình đi và mình cũng không biết là sẽ gặp sự cố gì nữa hay không. Đợt trước đi với đội tuyển WAG thì họ có một cái sự cố, đó chính là không hợp nhau, không phải không hợp nhau mà có một số tranh chấp nhỏ. Thì mình cũng là người những đi đồng hành cùng với WAG mà mình cũng là một người trong team của họ. Và khi sự việc nó cũng giải quyết xong thì mình mong rằng là chuyến đi này nó sẽ là một cái chuyến đi mang rất là nhiều ý nghĩa. Và cùng với đó mình sẽ quay những cái sân khấu ở bên đó cho các bạn xem. Để không bỏ lỡ những video của mình, các bạn nhớ
đăng ký kênh và bật nút chuông lên để mỗi lần ra video các bạn sẽ nhận được thông báo. Nói nhiều dữ vậy vô chụp hình nè. Ok, bây giờ thì mình đang đi cùng với anh Bluto và bắt đầu là lên máy bay rồi các bạn ơi. Thì máy bay khá là ồn nên là mong các bạn thông cảm, tại vì mình nói như thế này các bạn không nghe được. Có chị nhân viên máy bay rất là xinh. Mình đang lên cầu thang nha các bạn. Nóng quá các bạn ơi, nóng quá. Okay, lên máy bay rồi nha các bạn. Mình sẽ ngồi ghế ngoài, gạo bạc, bao mì ngồi ở bên trong. Khoan cái gì vậy, củ cải. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi lấy đồ của mình để mà chuẩn bị ngủ. Đây, bây giờ thì mình đã có đồ chơi của mình rồi. Bây giờ trong đây có một cái đồ chơi mới nữa các bạn. Cái này các bạn cũng có thể biết rồi. Cái này để mà chùm vào đầu như thế này, cộng xanh. Để mình chùm này các bạn. Đây, mình sẽ chùm cái này. Xong. Ê, sao tao không thấy gì hết vậy? Bạn tao không thấy gì hết vậy? Ủa sao anh không... Anh làm gì đây? Tắt đèn rồi các bạn. Đó. Đẹp không? Ngầu không? BD kìa. Ủa mẹ ơi. BD. Đợt ngầu không? Chúng ta có thể thấy là Hổ và Tam Ca đang rất là thân mật với nhau. Thực chất họ là người yêu của nhau nhưng mà họ không nói. Thực chất là họ là người yêu của nhau nhưng mà họ không nói. Đúng. Và chúng ta có thể thấy là Tam Ca đang một mình. Không có đơn gì nữa. Đang đang một mình chứ không? Đã đón xem video của mình, nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.